Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của OMG Central. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một tựa game NFT cực kỳ hấp dẫn, lấy bối cảnh tương lai, nơi các robot chiến đấu với nhau đã tồn tại. Hãy cùng OMG Central review tựa game Trunk Robot. Trunk Robots là một game NFT thời đại nhập vai hành động trên BNB Chain. Người chơi sẽ trở thành một phần của thành phố Last Machines trong tương lai. Đây là nơi sinh sống của những người máy hay say xỉn và nghiện ngập. Bạn sẽ cần phải chiến đấu để tìm cho mình một vị trí trong xã hội, nơi mà robot làm chủ. Ngoài ra, dự án còn được hỗ trợ bởi những tên tuổi lớn như Gate.io, Dex Ventures, Shima Capital, Good Game Skill, Moonrock Capital, Polygon và Polygon Studios. Gần đây, Trunk Robots cũng hợp tác với Animoca Brands và Merit Circle. Ngoài ra, còn có OIG Capital, YGGC và Infinity Ventures Crypto. Về phần tokenomics, token chính của trò chơi được gọi là Metal. Token này sẽ có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau ngay từ khi ra mắt. Người dùng sẽ sử dụng Metal để giao dịch vật phẩm trên Marketplace của trò chơi, nâng cấp nhân vật và trang bị, chiến đấu tại PvP Arena, tham gia các cuộc đua và hơn thế nữa. Toàn bộ hệ sinh thái của Trunk Robots được thiết kế để đảm bảo một nền kinh tế ổn định và phát triển bền vững trong trò chơi. Hiện tại bạn có thể mua token Metal tại sàn Gate.io và PancakeSwap. Tiếp theo, mình muốn đề cập đến các free-to-play minigames. Việc chơi minigame là hoàn toàn miễn phí để giúp cho những người chơi mới có thể tiếp cận với hệ sinh thái của Trunk Robots. Hiện tại có 2 minigame có sẵn, đó chính là Ninja và Knockout. Minigame đầu tiên của chúng ta chính là Ninja. Bạn không cần robot hoặc token để bắt đầu, vì vậy bạn có thể chơi hoàn toàn miễn phí. Trong trò chơi này, nhân vật của bạn sẽ liên tục di chuyển. Việc của bạn là phải cố gắng né tránh các chướng ngại vật ở trên đường đi và giành được nhiều điểm số nhất có thể. Minigame thứ hai chính là Knockout. Bạn sẽ cần phải tiêu diệt nhiều quái vật nhất có thể để tham gia vào top những người chơi cao điểm nhất. Token Metal sẽ được airdrop cho top 10 người chơi vào mỗi thứ hai hàng tuần. Sau đó, top người chơi cũng sẽ được reset. Tiếp theo, mình muốn giới thiệu với mọi người về chế độ PvP Arena. PvP Arena là trò chơi chính của Trunk Robots. Đó là nơi bạn có thể kiếm được token Metal để chiến đấu với những người chơi khác. Đầu tiên, khác với minigame, bạn sẽ cần phải có ít nhất một robot để bắt đầu chơi game. Người chơi có thể mua luôn một robot hoặc thử vận may bằng cách mua box tại Marketplace của Liquidify. Mình sẽ để link ở phần mô tả của video. Giá sàn hiện tại cho một robot NFT hiện là 29 USD. Sau khi đã có được các robot, bạn sẽ cần phải sắp xếp vị trí cho các robot của mình. Đội hình chiến đấu đầy đủ sẽ bao gồm 6 slots. Người chơi sẽ bắt đầu với chỉ một slot duy nhất được mở. Các slot còn lại cho robot sẽ phải được mua để mở khóa thêm. Về ROI, ROI ước tính cho một robot với độ hiếm common là khoảng 117 token Metal mỗi ngày. Vì vậy, trong vòng 1 tháng, người chơi sẽ có thể kiếm được 3510 token Metal. Để quy giá trị ra USD thì bạn có thể check giá của token Metal tại CoinMarketCap hoặc PooCoin để có được mức giá được cập nhật mới nhất. Chế độ chơi tiếp theo mà mình muốn đề cập đó chính là Trunk Race. Cũng giống như PvP Arena, bạn sẽ cần phải có ít nhất một NFT robot để bắt đầu chơi. Ngoài ra, sau khi đã sở hữu robot, bạn sẽ cần phải mint thêm một chiếc xe thì mới có thể bắt đầu đua. Giá mint hiện tại là 5000 token Metal. 3 người về nhất trong cuộc đua sẽ giành lần lượt là 80, 40 và 20 token Metal. Theo thông tin mà mình nhận được từ phía Liquidify thì ROI ước tính sẽ là 120 Metal trên ngày. Mỗi tháng bạn sẽ có thể nhận được 3600 Metal. Và đây cũng chính là phần kết cho video ngày hôm nay. Ngoài các chế độ minigame, PvP Arena và Trunk Race, tựa game còn có thêm một chế độ gọi là Scavenging. Về cơ bản, thì Scavenging cũng giống như việc chúng ta stack các NFT robot của mình để nhận thưởng. Nếu bạn quan tâm đến Trunk Robots, hãy click vào các links mà mình để ở phần mô tả của video để tìm hiểu thêm chi tiết. Và cuối cùng, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của OMG Central để không bỏ lỡ các thông tin mới nhất trên thị trường game NFT hiện nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video sau.